nên mình đi làm giải trí ha. Máy 100 có 4 lái luôn nè. Có bông lái luôn, khỏi bụi gì hết luôn. Bữa nay anh em mình ra đồng thư giãn trong cuộc sống. Máy này nó cắt chung với 70 Bluetooth. Còn tấm lá này nó cắt bên đây. Giống như cái biệt thự vậy, bồng lái quá đã luôn. Lua sập chạy nó hơi chậm. Ồ, phóng rồi. Thấy mưa lốt cắt bên kia luôn đó nè. Chạy gom nó cuộn vô quá nhiều. Chạy hết nổi. Máy 100 mua nhiêu à? Tỷ 3 hả? Mua mấy mua lâu chưa? 2 năm rồi. 2 năm. 2 vụ quá. Vậy là chạy có 2 vụ hả? 2 vụ. 1.6 tỷ dưới đời. Có 100 kia đó 1.3 tỷ 20 100 ít á. Có máy lạnh vô tiếng luôn hả? Ừ. Ồ đã vậy ha. 1.6 tỷ mà chạy 2 mùa. Được nhiêu giờ rồi? Không biết nữa. Dạ. Yeah. Trong khu này thì là nó là ok hết đó. Lúa sạch thế kia không? Lúa thì bao ok là ok rồi. Mà lúa sập lúa đứng gì nó làm cũng im quá. Không có gà. Cái 70 vô sao được không? Ờ. Ừ. Anh thấy chợ kia lúa là biết rồi, thế nào rồi đó. 80 bao có nổi gì? Xe này 80 bao không? 130 bao. 130 à? Đồng nhà nha. Đồng nhà ha. Đồng này 70 bao mà nó chả nhiều đâu. Máy này ở đâu giờ lên đây? Nam Thái Hồng Đất. Nam Thái Hồng Đất. Hai chiếc hả? Cái chiếc kia cắt đâu? Chiếc kia cắt ở bên Lâm luôn. Cũng giống nhau luôn hả? À? Máy này
này cỡ bán cỡ nhiêu? Dạ. Rồi để đi có gì giới thiệu bán nha. Bây giờ lên nhà 108 rồi đó, tính mua 108 không? Vậy là 108 chỉ mới lỡ nha, nó lỡ hàng bự rồi mới làm đầy đủ. Xình nó quấn ở trong này quá nhiều luôn, mất ra chả phải nói. Xe này chở tới 100 mấy. Xe kéo này đậu máy gì? Đậu xe tải hả? Đậu xe tải nhưng mà mình không biết xe tải là xe gì mới được. Mấy ngàn tua à? Khủng hả? 130 chạy số 3 được mà biết rồi. Ờ, dư sức của nó mà. Dư mà được mà, tua nó 130 mấy ngàn. Được gì cơ lắm. Vòng vòng ở đây thì có 93 với 100 lẻ, 100 lẻ nó cũng hơi cũ. Ở đây mới thấy chiếc này mới là đây chạy động lên đây. Bán chiếc này mua chơi 108 luôn. Ra lâu chưa 108? Chắc cũng mắc rồi ha. Cỡ tỷ ngoài à. Cây kia nó sắp tới 4 cây. Vậy đó hả? Vì máy này máy khủng luôn. Quá nhiều xe lúa này luôn. Mới nữa luôn anh em ơi. Mới qua đi xả giạc đường dòng này nữa là dòng này nữa. Máy này có tivi, máy lạnh rồi luôn đầy đủ hết. Giống như biệt thự vậy anh em ơi. Có tivi máy lạnh đầy đủ luôn anh em ơi. Quá sướng luôn. Thank you.
có mưa tài xế cũng không có sợ ướt mình luôn. Có máy lạnh thoải mái luôn. Máy này tài xế ngồi trong mui là khỏi sợ mưa luôn ha. Tại có phòng kiến mà. Máy này chạy mấy hồi là hết lô nè em ơi. Hàm có 2m7. Thank you.
Rồi, cũng còn lam này với lam nữa là hết anh em ơi. Rồi, cũng vừa rồi luôn anh em ơi. Rồi, mình xin tạm dừng video tại đây luôn anh em. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Chân thành cảm ơn. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.